Các bạn đang xem video hướng dẫn sử dụng Ladipay từ Kiếm Tiền Center. Mình là Thế Khương. Lưu ý rằng khi đăng ký Ladipay thông qua đường link đặc biệt của Kiếm Tiền Center, ngoài 14 ngày sử dụng miễn phí, bạn sẽ nhận được một chính sách mà khi tự đăng ký hoặc đăng ký qua link khác sẽ không có. Đó là bạn sẽ được giảm 10% khi nâng cấp lên bản Pro, tức là bản đầy đủ tính năng ở bất cứ thời điểm nào. Đây là chính sách vĩnh viễn. Ngoài ra, nếu như bạn nâng cấp theo năm, bạn còn được cộng thêm 3 tháng sử dụng bản Pro miễn phí. Bạn có thể nâng cấp bất cứ lúc nào mà bạn cảm thấy hài lòng, không cần phải ngay lập tức. Tuy nhiên, chính sách này chỉ áp dụng khi bạn đăng ký qua link của Kiếm Tiền Center. Hãy đăng ký lại nếu như bạn không đăng ký qua link của mình trước đó. Nếu có vấn đề khi sử dụng ưu đãi này, bạn có thể đọc pass Thế Khương khi nâng cấp thủ công qua các kênh hỗ trợ của Ladipay. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Chris, mình đến từ Kiếm Tiền Center. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để đăng ký và sử dụng công cụ Ladipay. Thì Ladipay là một công cụ giúp cho chúng ta xây dựng lên những cái trang landing page, những trang bán hàng rất là đẹp mà chúng ta không cần phải biết code hay là những cái kỹ thuật cao siêu nào cả. Công cụ này sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm được thời gian, chi phí và công sức của mình. Rồi, để đăng ký landing page thì các bạn hãy nhấp vào link mà mình để bên dưới phần mô tả của video này hoặc là nhấp vào link ở trong bài viết của Kiếm Tiền Center. Các bạn nên đăng ký qua link của Kiếm Tiền Center để nhận được những ưu đãi đặc biệt dành riêng cho những thành viên đăng ký qua link này. Thì những chương trình ưu đãi đó mình sẽ luôn cập nhật ở trong bài viết của Kiếm Tiền Center và trong phần mô tả của video này. Rồi, sau khi mà nhấp vào link rồi thì chúng ta sẽ đến cái trang đăng ký. Các bạn có thể đăng ký bằng tài khoản Google hoặc là tài khoản Facebook, hoặc là chúng ta có thể sử dụng email của mình để đăng ký. Rồi bây giờ mình sẽ đăng ký bằng tài khoản Google của mình luôn. Các bạn hãy điền cái họ tên của mình vào và mật khẩu vào để sau này chúng ta đăng nhập vào trong Ladipay. Rồi sau đó chúng ta ấn nút hoàn tất đăng ký. Rồi sau khi vào giao diện của Ladipay thì chúng ta sẽ có 3 cách để tạo một cái landing page mới. Đó là sử dụng kho giao diện mẫu miễn phí, hoặc là sử dụng trang trắng, hoặc là tải file giao diện .ladipay từ máy tính lên. Thì sử dụng trang trắng này là dành cho những bạn nào muốn xây dựng một trang từ đầu. Còn tải cái file giao diện .ladipay từ máy tính lên là khi mà bạn đã có một cái file có đuôi .ladipay từ máy tính lên rồi thì các bạn có thể upload lên để sử dụng. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để sử dụng kho giao diện mẫu miễn phí từ Ladipay để tạo lên một cái landing page thật là đẹp. Rồi ở đây các bạn có thể thấy là có rất là nhiều những cái giao diện khác nhau mà Ladipay cung cấp cho chúng ta. Thì tùy theo sở thích của các bạn và tùy theo cái lĩnh vực mà các bạn đang làm, các bạn có thể chọn những cái lĩnh vực như là sự kiện hội thảo hoặc là sức khỏe làm đẹp. Thì sẽ có những cái landing page phù hợp cái lĩnh vực của chúng ta. Ví dụ như là ở đây sức khỏe làm đẹp thì mình sẽ chọn một cái landing page mẫu. Rồi khi mà tìm được một cái landing page đẹp phù hợp với chúng ta rồi thì chúng ta có thể ấn nút xem trước ở đây để xem cái landing page đó trông như thế nào. Nếu mà cảm thấy phù hợp với mình rồi thì các bạn sẽ chọn cái phần sử dụng ở đây để chúng ta bắt đầu thiết kế. Sau khi mà ấn nút sử dụng rồi thì các bạn đặt tên cho cái trang landing page của mình. Các bạn cứ đặt một cái tên bất kỳ để chúng ta dễ quản lý sau này là được. Rồi sau khi đặt tên rồi chúng ta ấn nút tạo mới ở đây. Thì đây chính là nơi mà các bạn có thể dựa vào cái landing page mẫu này để chúng ta chỉnh sửa những cái yếu tố trong đây để biến cái landing page mẫu này thành cái trang giới thiệu về sản phẩm và dịch vụ của chúng ta. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để thiết kế landing page này theo ý thích của mình. Ví dụ như là bây giờ chúng ta muốn chỉnh sửa một đối tượng nào đó trong đây á, thì các bạn hãy chọn vào đối tượng đó. Đây, ví dụ như là mình muốn chỉnh sửa cái dòng tặng ngay voucher spa paradise này thì mình nhấp vào cái đối tượng này, sau đó mình nhấp chuột đôi vào cái dòng chữ này thì mình sẽ chỉnh sửa được cái nội dung của cái dòng chữ này. Đấy, ví dụ như là chúng ta có thể chỉnh sửa cái nội dung. Điểm quan trọng là các bạn muốn chỉnh sửa đối tượng nào hoặc là muốn xóa đối tượng nào thì các bạn cứ nhấp vào đối tượng đó. Nếu mà chỉnh sửa thì cái thanh bên phía cột phải của chúng ta chính là cái nơi để chúng ta có thể chỉnh sửa cái đối tượng đó. Ví dụ như là mình nhấp vào cái dòng chữ này thì cái thanh bên phải này sẽ là nơi mình có thể chỉnh được kích cỡ của chữ, rồi độ đậm nhạt, rồi chỉnh nghiêng hoặc là chỉnh phông chữ khác nhau, chẳng hạn như vậy. Nếu chúng ta muốn xóa thì chúng ta ấn vào cái nút xóa ở đây thì chữ nó sẽ biến mất. Nếu muốn quay lại thao tác vừa rồi thì chúng ta chọn cái nút mũi tên này để hoàn tác lại. Ví dụ như là mình muốn thay đổi hình ảnh của cô gái này thì mình nhấp vào đây. Rồi ở đây thì các bạn để ý sẽ có nút thay đổi ảnh thì chúng ta chỉ cần nhấc vào nút này. Rồi chúng ta có thể chọn tệp, có nghĩa là tải ảnh từ máy tính của chúng ta lên để thay cho hình ảnh của cô gái này. Để chèn thêm hình ảnh mới vào trang của mình thì các bạn sẽ ấn chọn cái nút hình ảnh bên cột trái này, rồi các bạn kéo sang đây. Thì ở đây thì mình sẽ chọn tệp tải ảnh từ máy tính lên. Đấy, ví dụ mình tải logo của Kiếm Tiền Center lên. Rồi sau khi tải lên thì mình chọn và mình ấn nút sử dụng ở đây.
thì các bạn có thể thấy là cái logo Kiếm Tiền Center đã hiện ra. Thì ở đây chúng ta có thể chỉnh được kích cỡ của hình ảnh. Ngoài chỉnh kích cỡ ra, chúng ta cũng có thể di chuyển hình ảnh ở bất cứ nơi nào cảm thấy phù hợp thì chúng ta sẽ đặt ở đó. Ladybay có cái hệ thống những cái đường kẻ như thế này để giúp cho các bạn có thể chỉnh sửa cái đối tượng của mình và đặt ở những cái nơi mà thẳng hàng với các đối tượng khác, thì trong cái trang của mình nó sẽ có thẩm mỹ và nhìn nó sẽ đẹp hơn. Tiếp theo, nếu mà muốn chèn những cái nút kêu gọi hành động thì các bạn chọn cái phần nút bấm này, rồi chúng ta cũng kéo sang đây, rồi các bạn có thể nhấp đôi vào để chỉnh sửa tiêu đề của nút này, rồi chúng ta cũng có thể chỉnh sửa màu sắc. Rồi chúng ta cũng có thể chỉnh sửa màu sắc của cái nút này, như là thiết lập background thì chỉnh sang màu khác chẳng hạn. Đấy, bây giờ nếu mà bạn muốn chèn link vào cái nút này để khi người dùng nhấp vào thì sẽ đến cái trang mua hàng hoặc là gọi điện thoại cho chúng ta gì đó, thì các bạn nhấp vào cái nút này. Rồi chúng ta ấn vào cái biểu tượng link ở đây. Rồi, bạn nhìn bên góc phải sẽ thấy cái chữ quản lý liên kết này. Thì nếu như các bạn muốn chèn một cái link khác để khi mà người dùng người ta nhấp vào thì đến một cái trang mua hàng hay là một cái trang đặt hàng nào đó, thì các bạn chọn cái phần link ở đây. Rồi, các bạn chỉ cần dán cái địa chỉ trang web của các bạn vào đây. Rồi, ví dụ như là mình muốn khi mà nhấp vào nút mua ngay này thì khách hàng sẽ đến trang Kiếm Tiền Center chẳng hạn, thì mình sẽ dán địa chỉ của Kiếm Tiền Center vào đây và mình chọn mục mở cửa sổ mới. Thì các bạn lưu ý, sau khi mà các bạn hoàn tất một cái chỉnh sửa nào đó rồi và chúng ta muốn thử xem là cái trang web thực tế ở ngoài thì cái chỉnh sửa đó sẽ nhìn như thế nào và sẽ hoạt động ra sao, thì các bạn chỉ cần ấn nút lưu lại ở đây, rồi sau đó các bạn bấm vào nút xem trước. Đấy, thì Ladybay sẽ cho các bạn xem trước cái trang web mà sau khi chúng ta chỉnh sửa thì nó sẽ như thế nào. Rồi bây giờ mình nhấp vào nút mua ngay thử nhé. Đấy, thì các bạn có thể thấy là hệ thống sẽ chuyển về cái trang kiếmtiềncenter.com. Rồi tiếp tục ở đây thì ngoài cái việc là điều hướng khách hàng đến một trang web khác thì các bạn cũng có thể chọn cái phần số điện thoại ở đây và nhập số điện thoại của các bạn vào. Thì khi mà các bạn nhập số điện thoại của các bạn vào á, thì khi mà khách hàng ấn vào cái nút này á, đặc biệt là trên giao diện mobile thì sẽ hệ thống sẽ tự động hiển thị giúp cho khách hàng có thể gọi điện trực tiếp tới đặt hàng cho các bạn. Cái này đặc biệt hữu ích đối với các bạn nào đang kinh doanh online, bởi vì khi khách hàng nhấp vào nút gọi điện thì họ sẽ gọi điện trực tiếp được cho chúng ta ngay ở lúc đó luôn, thì chúng ta có thể bán hàng cho khách hàng một cách rất là hiệu quả. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể sử dụng cái mục section này ở trong cái phần quản lý liên kết luôn nhé. Thì các bạn cũng có thể sử dụng cái mục section này để khi mà khách hàng nhấp vào cái nút này thì họ sẽ được điều hướng tới một cái phần nào đó trong trang của mình. Trước khi mà làm bước này thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo những cái section, những cái đoạn mà được thiết kế sẵn để chúng ta có thể thiết kế trang web của mình. Các bạn chọn vào cái phần đoạn ở đây. Rồi, ở đây thì sẽ có những cái phần mà chúng ta có thể chọn vào để thêm nội dung vào trang web của mình. Ví dụ như là đặc điểm nổi bật, rồi lợi ích của khách hàng chẳng hạn. Rồi, ví dụ mình chọn cái này. Rồi. Đây, các bạn có thể thấy là ở đây là cái phần section là Ladybay họ đã thiết kế sẵn cho chúng ta để chúng ta có thể thêm vào những cái đặc điểm nổi bật của sản phẩm dịch vụ của mình. Rồi các bạn để ý là khi mà các bạn nhấp vào cái section này nè, thì các bạn sẽ thấy là nó có một cái ID là section 306 này. Thì bây giờ khi mà mình muốn khách hàng nhấp vào cái nút mua ngay này, ví dụ nha, mình muốn khách hàng nhấp vào cái nút mua ngay này và họ đến cái trang section 306 này để họ xem những cái đặc điểm nổi bật của sản phẩm đi, thì mình sẽ chọn cái nút mua ngay này, rồi mình ấn nút link ở đây. Rồi tiếp theo mình sẽ chọn cái phần section này, thì ở đây các bạn sẽ lựa chọn đúng cái section mà hồi nãy mình đã thêm vào, đó là section 306. Rồi bây giờ mình sẽ ấn lưu lại và xem trước thử. Rồi đây, ví dụ như là bây giờ mình sẽ ấn vào nút mua ngay. Thì đấy, các bạn có thể thấy là hệ thống sẽ tự động chuyển tới cái phần đặc điểm nổi bật. Thì cái này sẽ giúp cho các bạn có thể điều hướng một cách hiệu quả những khách hàng đang xem sản phẩm dịch vụ của mình. Bạn muốn khách hàng ấn vào nút đó để xem cái phần nào trong trang của mình thì bạn chỉ cần chọn đúng cái section ID lúc nãy mà mình hướng dẫn cho các bạn là các bạn có thể điều hướng được khách hàng. Tiếp theo là nếu như bạn muốn thêm vào những nội dung bằng chữ viết cho trang của mình thì các bạn chọn phần text này. Rồi chúng ta sẽ chọn phần tiêu đề lớn hoặc tiêu đề nhỏ, vừa gì cũng được. Rồi đấy, thì đây là nội dung, chữ viết thì các bạn có thể nhấp vào để chỉnh sửa nội dung này, cũng như là chúng ta có thể chỉnh sửa màu sắc và các kích thước của nội dung này cho phù hợp. Và chúng ta có thể nhấp vào để chúng ta di chuyển cái phần nội dung này đặt vào đâu cho phù hợp trong cái trang của chúng ta. Rất là dễ.
Rồi tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo pop-up. Thì pop-up nó là một cái cửa sổ nhỏ hiện lên trên trang của chúng ta để thông báo cho khách hàng một cái thông tin khuyến mãi, hoặc là chúng ta muốn thông báo cho khách hàng một nội dung gì đó mà chúng ta muốn họ đọc được. Ở đây các bạn chọn phần pop-up ở đây. Rồi chúng ta cũng kéo sang đây. Đấy thì có rất là nhiều cái mẫu pop-up khác nhau để chúng ta lựa chọn. Ví dụ như là mình chọn mẫu pop-up này. Rồi, các bạn lưu ý là cái pop-up này chúng ta đang thiết kế nó riêng biệt với là trang của chúng ta chứ không phải là đè lên nhé. Rồi sau khi mà chỉnh sửa nội dung của pop-up xong á, các bạn có thể chọn cái phần cài đặt ở đây. Thì ở đây các bạn có thể lựa chọn pop-up của chúng ta sẽ hiện ra khi nào. Ví dụ như là bạn muốn pop-up sẽ hiển thị khi khách hàng vừa vào trang thì các bạn chọn cái phần có ở đây. Rồi bây giờ mình bấm lưu lại và mình test thử xem. Rồi, đây các bạn có thể thấy là mình vừa vào trang thì pop-up nó sẽ hiện lên. Rồi ở đây thì bạn có thể chọn là pop-up sẽ hiện lên bao nhiêu giây sau khi mà khách hàng đã vào trang, hoặc là khi mà khách hàng có xu hướng chuẩn bị thoát khỏi trang của chúng ta thì chúng ta có thể chọn để pop-up hiện lên. Thì cái lựa chọn mà hiển thị pop-up khi khách hàng thoát trang nó sẽ hữu ích khi mà bạn muốn kéo khách hàng ở lại với mình, như là họ chuẩn bị thoát trang thì bạn sẽ có một cái pop-up để nói với khách hàng là chúng ta sẽ có khuyến mãi 20% cho sản phẩm này, khách hàng có thể ở lại để đặt mua, chẳng hạn như vậy. Phần hiển thị khi kéo tới phần tử của trang có nghĩa là khi mà khách hàng kéo đến một cái section bất kỳ nào đó trong trang của bạn thì pop-up nó sẽ hiện ra. Rồi sau khi thiết lập xong thì chúng ta sẽ nhấn lưu lại để lưu chỉnh sửa của pop-up. Đấy thì giao diện của Ladybay rất là dễ để chúng ta thiết kế một cái trang landing page bán hàng cho mình. Ở bên tay trái là những cái nơi mà chúng ta có thể thêm những cái đối tượng mới, những cái nội dung mới vào trang của mình. Còn cột bên phải đó là cột mà chúng ta có thể chỉnh những cái đối tượng mà chúng ta đã chọn. Ví dụ như là bạn chọn vào cái phần chữ viết này thì cột bên phải sẽ cho phép bạn thiết lập những cái cỡ chữ, rồi màu chữ, rồi phông chữ chẳng hạn. Ví dụ như là bạn chọn vào cái nút mua hàng, cái nút kêu gọi hành động thì hệ thống sẽ cho bạn thiết kế chữ kêu gọi hành động như thế nào, rồi màu sắc như thế nào, rồi chúng ta thiết lập cái liên kết như thế nào. Rồi đây là ở giao diện desktop, còn các bạn muốn kiểm tra xem trang của mình nó sẽ hiển thị như thế nào trên giao diện mobile thì các bạn có thể ấn chọn cái phần mobile ở đây. Thì đây chính là cái trang của chúng ta sẽ hiện ở giao diện mobile. Thì các bạn có thể thấy là đôi khi những cái gì mà chúng ta chỉnh sửa bên desktop thì giao diện mobile nó sẽ rất là khác. Thì ở đây có một cái chức năng rất là hay của Ladybay, đó là các bạn ấn chọn cái nút sắp xếp lại giao diện mobile này. Đấy thì các bạn có thể thấy là những cái nội dung mà chồng chéo lên nhau đã được sắp xếp lại ngay hàng thẳng lối. Thì chức năng này cũng rất là hay, các bạn có thể tham khảo thử để chỉnh sửa giao diện trên mobile của chúng ta làm thế nào để tối ưu trải nghiệm của người dùng trên di động một cách tốt nhất. Bây giờ các bạn có thể nhấn vào nút cài đặt ở đây. Thì chúng ta có thể đặt tiêu đề, đặt tên cho trang của mình và đặt cái mô tả cho trang của mình là bán sản phẩm gì. Chúng ta có thể đặt thêm cái từ khóa về trang nếu thích. Rồi ở cái phần mã theo dõi sự kiện tracking thì các bạn có thể thêm vào những cái mã của Facebook Pixel hay là Google Analytics gì đó để phục vụ cho công việc đo lường và quảng cáo của chúng ta một cách hiệu quả. Rồi sau khi mà đã cài đặt xong hết thì các bạn ấn nút sử dụng ở đây để hoàn tất. Rồi sau khi mà chúng ta đã chỉnh sửa cái trang landing page của mình một cách ưng ý nhất rồi á, thì các bạn có thể chọn cái phần xem trước ở đây để chúng ta xem lại một lần nữa trước khi mà chúng ta xuất bản cái trang web này. Đấy thì các bạn có thể xem lại một lần nữa trang landing page của mình. Sau khi đã cảm thấy hài lòng rồi á, thì các bạn có thể ấn nút lưu lại ở đây. Và sau đó chúng ta sẽ chọn nút xuất bản ở đây. Thì đây là cái link mà cái trang web của chúng ta vừa thiết kế. Thì các bạn có thể vào trang web của chúng ta bằng cái link này. Đấy. Thì ngoài ra các bạn cũng có thể sử dụng cái trang web mà chúng ta vừa thiết kế và kết nối với tên miền mà chúng ta đã mua. Thì đây là có hướng dẫn sẵn cho các bạn rồi. Hoặc là chúng ta có thể kết nối với lại cái trang WordPress của chúng ta cũng được. Hoặc là chúng ta có thể tải cái file source của cái Ladybay đó về và tải lên server của chúng ta. Rất là nhiều cách. Thì nếu như các bạn không rành cái cách mà để cài đặt cái trang landing page mà chúng ta vừa sử dụng vào domain của chúng ta, hoặc là cài lên trên trang web WordPress của chúng ta, thì các bạn có thể nhờ đội ngũ bên phía Ladybay để họ hỗ trợ cho các bạn cài đặt. Và như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho mọi người cách để sử dụng Ladybay để thiết kế một trang landing page bán hàng thật là đẹp cho chúng ta. Thì nếu như bạn thấy video này có ích thì hãy nhấn nút like và để lại bình luận bên dưới nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Mình sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên đăng ký kênh YouTube của Kiếm Tiền Center để nhận được những hướng dẫn mới nhất từ Kiếm Tiền Center nhé. Chào tạm biệt mọi người.
Các bạn đang xem video hướng dẫn sử dụng Ladipay từ Kiếm Tiền Center, mình là Thế Khương. Lưu ý rằng khi đăng ký Ladipay thông qua đường link đặc biệt của Kiếm Tiền Center, ngoài 14 ngày sử dụng miễn phí, bạn sẽ nhận được một chính sách mà khi tự đăng ký hoặc đăng ký qua link khác sẽ không có. Đó là bạn sẽ được giảm 10% khi nâng cấp lên bản Pro, tức là bản đầy đủ tính năng ở bất cứ thời điểm nào. Đây là chính sách vĩnh viễn. Ngoài ra, nếu như bạn nâng cấp theo năm, bạn còn được cộng thêm 3 tháng sử dụng bản Pro miễn phí. Bạn có thể nâng cấp bất cứ lúc nào mà bạn cảm thấy hài lòng, không cần phải ngay lập tức. Tuy nhiên, chính sách này chỉ áp dụng khi bạn đăng ký qua link của Kiếm Tiền Center. Hãy đăng ký lại nếu như bạn không đăng ký qua link của mình trước đó. Nếu có vấn đề khi sử dụng ưu đãi này, bạn có thể đọc pass Thế Khương khi nâng cấp thủ công qua các kênh hỗ trợ của Ladipay.